Xin chào tất cả mọi người. Hôm nay mình sẽ gửi đến tất cả mọi người một cái ca khúc mình sáng tác. Ca khúc này sáng tác tại Đà Lạt, trong một cái nơi gọi là ngôi nhà cười của một người bạn nghệ sĩ, đó chính là tên là Ôn Tân. Anh có một giọng ca rất hay. Thì sau khi mình đi lên ngôi nhà cười, một cái khu sinh thái nhỏ nhỏ của anh, và mình đã sáng tác ca khúc này. Và bây giờ là mình hòa âm và mình hát ca khúc này như một cách để gửi một món quà gửi đến cho ngôi nhà cười. Thì trên ngôi nhà cười thì nó là một cái khu sinh thái rất là yên tĩnh, nằm gần ở thung lũng tình yêu. Ở đó thì trồng cái gì thì ăn cái đó, rồi có cá, có rau, nói chung là cái cuộc sống nó rất là thanh đạm và không có gì phải quá lo lắng trước những cái cuộc sống ồn ào phố thị. Thì sau khi mình đi đến đó rồi bắt đầu mình về mình viết cái ca khúc này, mà mình mới hòa âm và mới hát xong. Bây giờ không để cho mọi người đợi lâu, mình xin gửi đến tất cả mọi người ca khúc có tựa đề là Ngôi Nhà Cười, mà mọi người cùng thưởng thức. Chết thân em.
như pha lê rơi. Em chợt thức giấc thấy anh kề bên, môi em chín hồng, tóc rối nhu mềm. Chưa kịp dù em trở lại giấc yên, anh đã ngã liền tim mình vào mộng thần tiên. Chưa kịp dù em trở lại giấc yên,